Ok, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái trải bài là vì sao bạn mơ thấy họ. Khi mà bất cứ khi nào mà bạn nằm mơ, bạn thấy họ và bạn cứ cảm thấy là không hiểu lý do vì sao mà bạn cứ nằm mơ thấy cái người này hoài á, thì bạn có thể xem cái tụ bài này nha. Tụ bài này là ở bất cứ khi nào bạn nhìn thấy nó, bất cứ khi nào bạn thấy cái thông điệp này và bạn cảm thấy tò mò, bạn muốn tìm hiểu, bạn muốn biết lý do vì sao, thì bạn hãy xem cái thông điệp này nha. Bây giờ mình sẽ có tụ bài số 1 là cái viên đá màu vàng này nha bạn nha. Cái đây là cái set 7 đá lân sa, bạn nào thích thì có thể inbox Facebook cho mình ha. Cái số 2 là màu đen. Và cái số 3 là màu cam đỏ, màu đỏ ha. Rồi, bạn có thể bấm đứng màn hình lại để chọn cho mình nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tụ bài số 1 được chưa các bạn? Rồi, bây giờ sẽ đến với cái tụ bài số 1. Vì sao bạn mơ thấy họ? Vì sao họ lại hiện diện trong giấc mơ của bạn? Đây ha, đầu tiên chúng ta sẽ thấy được đó là trong cái năng lượng này á, là vì sao bạn mơ thấy cái người này, thì mình nghĩ rằng là nó đã đến lúc để bạn có thể thoát ra, có thể xem coi là bản thân của bạn cần phải có cái sự tự tin hơn trong bản thân của mình để mà vượt ra hẳn khỏi những cái điều hiện tại nha. Thì mình ở đây mình thấy rằng là có thể có những cái điều mà bạn chưa có nói được với cái người này, có thể là có những cái cảm xúc mà bạn chưa có thể gọi là cùng trải qua với cái người này, hoặc là nói với cái người này biết những cái cảm xúc của bạn. Nhưng mà cái lý do đầu tiên là có quá nhiều thứ nó xảy ra, và có thể rằng là bạn chưa có hiểu được rõ ràng rằng là cái trái tim mình muốn gì, hoặc là mình muốn nói cái điều gì với cái người này, hoặc là có những cái điều chưa nói nha bạn nha. Đó là cái thứ nhất. Đó, cái thứ hai đó là khi mà bạn xem cái trải bài này mà bạn mơ thấy cái người đó đó, đó thì mình thấy rằng là với cái năng lượng là những cái điều mà xảy ra với bạn nó khá là nhanh chóng, chưa có kịp định hình. Ở đây á, cái giấc mơ nó thúc đẩy cho bạn nói hết hoặc là trải lòng hết những cái vấn đề còn tồn đọng lại và giải quyết cái câu chuyện tình cảm này, để mà bạn tiến lên một cái năng lượng cao hơn của bạn, một cái sự mặc khải, một cái sự thức tỉnh, một cái sự hiểu rõ ha. Và mình thấy rằng là với cái năng lượng này thì khi đối diện với cái câu chuyện này ấy, là mình thấy là giống như là nó không còn là những cái sự đau khổ hoặc là mệt mỏi nữa. Mà khi mà bạn nằm mơ, bạn mơ về cái người này ấy, thì nó không phải là kiểu là nghĩ về những cái sự đau khổ về cái mối quan hệ này nữa, mà đơn giản chỉ là bây giờ mình đã tự tin rồi, mình đón nhận những cái điều này và nhìn lại một lần nữa. Và có thể show được cái bản thân thật sự của mình ra, giống như đối diện lần cuối cùng, giống như là tập cuối của phim vậy đó bạn. Mình nói vậy cho bạn hiểu ha. Và nó đã đến lúc để thức tỉnh cái con người thật của bạn, đánh thức cái bản thân thật sự của bạn, để mà bạn vượt lên trên cao hơn nữa. Thông qua pass cái bài học này, nó thẳng một câu là pass cái bài học này, và nó kích hoạt sự mạnh mẽ bên trong của bạn, và bạn sẽ rất là mạnh mẽ vượt qua được cái câu chuyện tình cảm này. Ở đây thì đầu tiên á, khi mà bạn mơ về cái người này á, thì ở trong lòng, trong sâu tận bên trong của bạn với cái người này là vẫn còn cái tình yêu nha. Đó, vẫn còn cái sự thu hút về mặt bản năng giới tính nam nữ. Đó, còn cái sự đam mê. Nhưng mà sự đam mê này là nó nằm ở bên trong, giống như là cũng khó có thể có người nào thay thế, hoặc là cái cảm xúc này nó cũng thật là tuyệt vời đó bạn ha. Đó, nhưng mà khi bạn nằm mơ cái giấc mơ với về cái người này thì mình nghĩ là đó sẽ là một cái sự thúc đẩy cái linh hồn của bạn nhảy vọt vượt qua cái câu chuyện này, đã đến một cái năng lượng mới, đã đến một cái giai đoạn mới, đã đến một cái sự làm mới lại bản thân của mình, giống như gọi là con phượng hoàng nó tái sinh từ đống tro tàn vậy đó. Con người của bạn, con người mới của bạn, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, đã tích góp đủ 100% những cái bài học, những cái kinh nghiệm đó, bạn đã xong xuôi và bạn đã đến lúc để mà bạn tiến đến một cái năng lượng mới hơn,
và bạn hiểu rõ cái kết nối này, và bạn không giống như là tự phát triển bản thân mình, và không có lưu luyến, không có kỳ vọng, không có hy vọng, không có nghĩ rằng là mối quan hệ này có thể sẽ cho mình một cơ hội mới nữa hay không, không có lăn tăn nữa, mà nó chỉ là một cái sự chắc lại một lần nữa, test lại một lần nữa rằng mối quan hệ này đã kết thúc rồi. Mình phải tập trung vào bản thân của mình, những cái điều mà mình nhung nhớ người này, hoặc là những cái giấc mơ về cái người này, nó đơn giản chỉ là một cái màn đen, một cái phần tối trong bản thân của mình nó còn tồn lại, và mình sẽ phải healing sẵn sàng để mà đi đến với lại cái năng lượng tiếp theo. Và nếu như mà bạn mơ thấy cái người này trong cái thời gian mà bạn đi du lịch hoặc bạn đi làm việc, bạn có một cái chuyến du lịch công việc nha, chứ không phải là du lịch đi chơi nha, du lịch công việc, hoặc là bạn đang có quá nhiều cái vấn đề trên cái công việc của bạn á, thì bạn nên điều độ lại nha, điều độ lại cái sự nghỉ ngơi, cái giấc ngủ của bạn, điều độ lại xem coi là những cái nào là cái phần ưu tiên trong cái cuộc sống của bạn đó. Với cái năng lượng này thì mình thấy bạn mơ về cái người này thì tốt, chứ không có gì xấu hết á. Đó, có thể là nó sẽ là một cái sự khởi nguồn cái tình yêu trở lại, như là bản thân của bạn nó đã không có còn, giống như bản thân của mình cũng không có còn hận thù, không có còn nghĩ về cái mối quan hệ này với một cái cảm xúc gì đó mà nó không có hay, mà nó chỉ đơn thuần gọi là có lẽ rằng là cái người này cũng đã là một phần ký ức của mình, và cái câu chuyện này là nó cũng không có còn quay lại được nữa. Thì thôi thì mình sẽ phải chữa lành cái đoạn cuối cùng của cái câu chuyện tình cảm này để mà mọi thứ nó có thể hoàn tất, và mình có thể bước lên một cái giai đoạn mới, mình có thể trở thành một cái con người tuyệt vời mới, mới mẻ hơn của mình ha. Đó, nói chung thì ở đây là mình thấy là cái năng lượng cá nhân của bạn nó sẽ được support, nó được hỗ trợ trong câu chuyện này. Một cái sự khởi đầu mới nó đang chờ đợi bạn rồi, chỉ có điều là bạn vẫn còn giữ cái cảm xúc đam mê với cái người này. Thì điều đó nó cũng khó nói lắm. Đó là cái linh hồn, cái trái tim của mỗi người. Cho dù bạn có hướng về cái cảm xúc đam mê với cái người này, hoặc là cái tình cảm với cái người này, thì giống như mọi thứ nó cũng không có thể nào quay trở lại được. Và đây chỉ là một cái sự đối diện cuối cùng. Đó, cho dù bạn có đam mê, mà cái mối quan hệ của bạn, mình nói là trong đây có một cái năng lượng nhỏ, là giả sử như trong đây có mối quan hệ ba người đó, thì trong đó nó, trong cái sự tương tác cũ của bạn với cái người này, có thể có một cái stress nào đó, cái áp lực nào đó, và cảm giác bên trong của bạn nó không tự tin nào đó về cái trái tim của bạn và về cái giao tiếp của bạn. Bạn không có cái tự tin nào đó. Đó, cho nên bây giờ đó chỉ là một cái sự đối diện lại, là tự tin lên, mạnh mẽ lên. Hãy thúc đẩy cái con sư tử bên trong bạn nó thức dậy ha. Ok. Mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng, inbox Facebook cho mình ha. Mua nến, mua đá, mua những cái vật phẩm tarot cũng inbox Facebook cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trải bài sau. Giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2 nha bạn nha. Ok. Tụ bài số 32 ở 8 phút 30 cho tụ bài số 2 nha bạn nha. Rồi, với cái năng lượng mà vì sao bạn mơ thấy cái người này ha, và cái thời điểm mà bạn bóc được cái tụ bài này, hoặc là bạn mơ về người này và bạn đi tìm kiếm cái thông điệp, thì đây là cái thông điệp dành cho bạn. Ở đây nó nói rằng là bên trong với bên ngoài của bạn nó cũng chưa có được hợp nhất được ha, với những cái cảm xúc này. Khi bạn mơ về người này, có thể rằng là ở phía bên ngoài bản thân của mình rất là mạnh mẽ, hoặc là bản thân của mình gọi là có rất là nhiều những cái tiền bạc vật chất tốt về cái cuộc sống, nhưng mà cái sự chia tay với cái người này, hoặc là những cái vấn đề liên quan với cái người nam này, nó chưa có được release, nó chưa có được giải phóng, nó chưa có được thực sự gọi là bạn chưa thực sự tự tin trong cái câu chuyện này. Nói cái sự tự tin thì nó cũng không phải là cái tụ bài số 1 mà cái tự tin kiểu như vậy, mà chỉ đơn thuần là những cái cảm xúc mà trì trệ, tiêu cực, những cái cảm xúc mà nó lôi cuốn bạn, một nói chung là cảm xúc trong câu chuyện này rất là toxic, và bạn là một cái người gọi là fall in love với cái người này quá nhiều, và có một cái sự lo lắng, có một cái sự rất là băn khoăn lo lắng về cái câu chuyện này, rất là phụ thuộc cảm xúc,
rất là trao cái ánh sáng trong cái trái tim, trong cái tinh thần, trong cái linh hồn dành cho người này. Thậm chí là trong lòng của bạn có thể là còn chờ đợi, và thậm chí trong lòng của bạn còn kiểu như là mệt mỏi về đầu óc rất rất là nhiều trong câu chuyện này đó. Và mình thấy rằng là trong đây là cái năng lượng về cái tình yêu là nó ở trong này là nó vẫn có, và bạn đã bị block cái dòng chảy của cái tình cảm, tình yêu, mà bạn trở thành cái sự lo lắng, và bạn không có bộc lộ được cái cảm xúc yêu thương của mình, mà bạn bị tập trung vào trong cái, giống như là tập trung vào trong cái công ăn việc làm, trong cái tiền bạc của bạn. Nhưng mà khi mà bạn nằm mơ thấy cái người này, bạn mơ thấy cái người này, thì mình cái khả năng rất là cao, đó là bởi vì là trong cái câu chuyện này bạn không có muốn, một là bạn không muốn tin rằng họ lừa dối bạn và họ đã chia tay với bạn, họ đã kết thúc với bạn ha. Cái thứ hai đó là bạn bị cái tình huống trong cái câu chuyện tình cảm với cái người này, nó khiến cho bản thân của bạn gọi là mạnh mẽ lên. Nhưng mà mạnh mẽ ở đây đó là không phải thật sự bạn đã tha thứ được, nhưng mà bạn đã thay đổi, giống như là mình chọn cái việc là cắt đứt cái câu chuyện tình cảm, cảm xúc, và mình giống như là mình chọn cái lý trí, mình sống cái lý trí, nhưng mà trái tim của mình nó chưa hoàn toàn được chữa lành, chưa hoàn toàn được ổn định. Và thật sự ra thì bạn còn mong nhớ và mong ngóng cái người này comeback hoặc là quay trở lại. Và cái năng lượng này thì mình nghĩ rằng là nó đến từ cái sự cồn cào bồn chồn, yêu thương, lo lắng, cái tiếc nuối, cái việc là bạn phụ thuộc cảm xúc vào cái người này, và bạn đau khổ khi mà phải ly dị hoặc là chia tay, hoặc là bạn bị sốc trong cái câu chuyện là chia tay, hoặc là cái người này họ lừa dối bạn đó, và bạn đang cố gắng chống trả và lấy lại cái quyền kiểm soát cuộc sống khi mà bạn tương tác trong cái năng lượng nằm mơ này. Giống như là tôi không nhìn thấy ánh sáng, nhưng mà tôi đang muốn lấy lại ánh sáng đó. Tôi muốn là bản thân của tôi phải kiểm soát cuộc sống của tôi. Tôi không muốn cái đối phương, cái người đó họ bước vào cái cuộc sống của tôi và giống như là làm giông gió, giông bão, và tôi đang cần lấy lại cái quyền đó. Và một phần nữa là bản thân của bạn là bên trong của bạn là vẫn còn chần chừ và đứng lại, chưa có hoàn toàn thoát ra khỏi câu chuyện này. Bạn chưa có bước ra ngoài với những cái điều khác, với đồng cỏ xanh bao la, với những cái con đường khác, với những cái lựa chọn mới ha. Mà bạn giống như là có thể trong lòng bạn còn mong ngóng là nếu như có một cái cơ hội nữa thì mình sẽ gọi là chấp nhận chơi một cái ván bài định mệnh với câu chuyện này đó, là mình cảm thấy như vậy. Nói chung có thể rằng là với cái năng lượng là bạn còn muốn kết nối với cái người này đó, mình nghĩ là như vậy. Hoặc là bạn có những cái điều gì đó mà bạn muốn say thank you, nói cảm ơn với cái người này, muốn bày tỏ cái lòng biết ơn với cái người này ở một cái khía cạnh nào đó. Ví dụ như là nhờ cái người này nên là cái cuộc sống của bạn á, nó cũng đã có cái phần thay đổi hồi trước. Ví dụ vậy, mình nói vậy ha. Tại vì nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là ủa, cái người này phản bội mình là tại sao mình còn phải cảm ơn. Cái đó là bạn không đặt vào tình huống của bạn đó. Nói chung rằng là mình nghĩ là cái sự phụ thuộc cảm xúc của bạn khiến cho bạn nằm mơ thấy cái người này, bởi vì cái người này đã rời đi khỏi bạn và bạn cảm giác như bị bỏ rơi trong cái câu chuyện tình cảm này. Mặc dù là bản thân của bạn đã gọi là đã thấy rằng là mình đã tập trung được vào công việc, mình đã lấy lại được quyền kiểm soát, nhưng mà nó vẫn ở đâu đó trong sâu thẳm bên trong bạn. Bạn muốn là hay là mình ôm nhau một cái, mình giải quyết hết tất cả những cái điều này đi, giống như đó là mong mỏi khao khát bên trong. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn xin trải bài riêng, inbox Facebook cho mình, mua nến hoặc là mua những cái sản phẩm tarot thì inbox Facebook cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trải bài sau. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3 nha bạn nha. Tụ bài số 3. Tụ bài số 3 ở 14 phút 50 nha. Ở đây tụ bài số 3 14 phút 50.
Vì sao bạn mơ thấy cái người này? Vì sao bạn mơ thấy người này? Vì sao bạn mơ thấy cái người này hả bạn ha? Thứ nhất, nếu như mà bạn mơ thấy cái người này á, mà bạn với cái người này có những cái vấn đề về về tiền bạc vật chất cần phải giải quyết á, thì nó cũng một phần nó là khiến cho bạn mơ về cái người này. Cái thứ hai á, thì là bạn bạn không có tin rằng là cái người này lại là cái người lừa dối bạn, và bạn cảm giác giống như là bạn vẫn còn đâu đó ở trong bản thân của mình là tiếc nuối. Nhưng mà ở đây tiếc nuối không phải là tiếc nuối về việc là muốn quay lại nên tiếc nuối, nhưng mà kiểu giống như là bị cái người này đặt vào trong một cái tình huống mà bạn cảm thấy là nó không xứng đáng, và khiến cho bạn cảm thấy là cái thời điểm mà trải qua trong cái câu chuyện này á, bạn cần phải chữa lành quá nhiều, và bạn kiểu giống như là tiếc nuối những cái thời gian cũ. Nhưng mà đối với bạn nào mà mơ thấy cái này thì mình nghĩ rằng là mơ thấy cái người này thì là có thể ở đây có một cái năng lượng, đó là cái người này sẽ mang đến tiền bạc cho bạn nữa. Cái người này sẽ là cái cánh cửa kết nối bạn với lại những cái giàu có trong cái cuộc sống nữa nha. Đó, không hẳn phải là người cũ hay người gì, nhưng mà khi người này có thể là mang đến cho bạn cái tiền bạc, và ở đây cũng có một cái năng lượng là tha thứ đi, tha thứ giống như để cho cái người này họ mang đến cho mình những cái giá trị về mặt vật chất, kiểu là như vậy. Ở đây cũng có cái năng lượng như vậy đó bạn ha. Rồi, ở đây thì mình thấy là với cái năng lượng này thì là cái người này họ cũng có một phần là đeo mặt nạ trong câu chuyện này. Và nếu bạn nằm mơ thấy cái người này, khả năng cao bạn sẽ là người thứ ba. Bạn sẽ là cái người mà giống như là vợ bé, vợ nhí gì đó của cái người này. Hoặc là kiểu giống như là bạn mơ thấy cái người này vì những cái duyên nợ, hoặc là những cái câu chuyện. Ví dụ như là bạn với cái người này đã cùng nhau có những cái khoảng thời gian vui vẻ, đi ăn uống, đi chơi, đi picnic, đi gặp gỡ cùng với lại những cái người bạn đó, và bạn nhớ về cái người này, vì vậy cho nên bạn nằm mơ thấy cái người này. Và nếu như bạn nằm mơ thấy cái người này mà cung kim ngưu ma kết xử nữ hoặc là cung sao mưa cửu gia bọ cạp, thì coi chừng cái người nam này đến với bạn. Coi chừng giống như là khi bạn nằm mơ thì bạn thấy cái người nam này họ sẽ đến với bạn như xem coi là hỏi thăm nè, hoặc là mang quà đến nè, hoặc là báo tin gì đó đến nè, có cái tin tức gì đó đến nè, hoặc là liên lạc lại sau một khoảng thời gian mà hai người ngắt kết nối nè. Nhưng mà cái việc liên lạc lại thì mình cảm thấy là nó cũng không có lớn, chỉ có là ví dụ như bạn gặp lại người này trong một cái nhóm bạn bè thì có thể là có ha. Đó, trong đây cũng có một cái điều tiếc nuối, đó là bạn muốn biết sự thật nhưng mà người này chưa nói cho bạn biết, hoặc là bạn cũng không biết là có phải là trong đây cái mối quan hệ này là mối quan hệ ba người hay không nữa nha. Nhưng mà khả năng cao là bạn với cái người này mà coi chừng là vì nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại người cũ, cho nên là sẽ tương tác kết nối lại đó. Mà cái người này mình nghĩ là họ cũng nhớ bạn, nhưng mà không phải nhớ theo cái kiểu là rất đam mê, rất yêu thương gì cả. Chỉ đơn thuần là cái tình huống mà hai người gặp nhau thì cái tình huống đó đẹp, cho nên là có cái sự nhớ lại trong như vậy. Hoặc là cái người nam này họ vẫn còn để tâm, để ý bạn thông qua mạng xã hội á, còn để tâm bạn, còn nhìn xem là bạn làm cái gì như thế nào ha. Ở trong cái năng lượng này, nếu bạn nằm mơ thấy cái người này á, là rất là giống như là bạn rất là muốn kết nối cảm xúc với cái người này, nhưng mà cái người này á, thì toàn là kết nối với bạn bằng cái mặt thực tế thôi, bằng cái tiền bạc vật chất công việc, hoặc là họ nói chung là bạn mong một cái sự kết nối với cái người này nữa nha. Rồi, nếu như mà bạn không mong sự kết nối với cái người này á, thì xem chừng là người này coi chừng sẽ liên lạc với bạn, kết nối với bạn đó. Bởi vì cái năng lượng đó ở người đó, họ muốn kết nối với bạn nha. Rồi, ở đây thì cái tình cảm nó cũng gọi là nó không có được trọn vẹn.
và bạn có thể bạn muốn đòi hỏi một số cái điều vấn đề đó trong câu chuyện này, và trong câu chuyện này bạn có cảm thấy một cái sự không xứng đáng nào đó. Cho nên là đôi lúc á, khi mà bản thân bạn nằm mơ cái giấc mơ này á, nó cũng sẽ là cho bạn nhìn thấy lại một lần nữa toàn cảnh của câu chuyện, và bạn sẽ cần phải kích hoạt cái sự thông thái bên trong của mình, cái sự tuyệt vời của chính bản thân mình, để mà nhìn lại quá khứ, để mà chữa lành. Và khi nằm mơ thì mình thấy cái sự mơ này á, nó sẽ nhắc lại là rời khỏi cái quá khứ đi, bạn phải lớn lên về mặt đứa trẻ bên trong của bạn đi, hãy chấp nhận cái thử thách này, phải healing những cái điều mà làm cho bạn mất cân bằng, những cái lời ăn tiếng nói hoặc là những cái sự gọi là không được cái người kia thấu hiểu ha. Nói chung là cái năng lượng này thì nó không có một cái tình yêu mà kiểu giống như là cồn cào mà hai người cần nhau đến nỗi mà cái người kia rất nhớ bạn để mà bạn bị nằm mơ, không phải vậy. Nó chỉ đơn thuần gọi là cái câu chuyện này là một cái câu chuyện mối quan hệ ba người, hoặc là một cái câu chuyện dang dở, hoặc là một cái câu chuyện đó mà cần cái sự mang cái tình yêu để tha thứ, để chữa lành, hoặc là rời khỏi cái quá khứ, hoặc là nhìn nhận lại để bạn healing tốt hơn đó. Và đừng có stuck mắc kẹt vào quá khứ, đừng có nhìn về quá khứ nữa, nó là như vậy. Hoặc là một cái sự tiếc nuối những cái thời gian đã qua thôi, đơn thuần chỉ là như vậy thôi ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng inbox Facebook cho mình, mua những cái sản phẩm tarot ha, mua nến, mua đá thì inbox Facebook cho mình, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở trải bài sau.